Xin lỗi. Selena, coi chừng đấy. Ôi cô bé, cháu có bị đau không? Xin lỗi. Chị thấy em rồi nhé. Ôi chào các cháu. Các cháu có thấy vali của cô đâu không? Không ạ. Một chiếc vali ạ? Chỉ mỗi chiếc vali thôi ạ. Đúng vậy, đây là ngày thứ hai nó bỏ chạy rồi. Thế ạ? Kia rồi. Vali của ta. Điều tương tự đã xảy ra với chị. Đấy, em đã nói rồi mà. Chị có tin em đâu chứ? Thế à, chị xin lỗi nhé. Đi thôi. Selena. Sao thế ạ? Trả lại dép cho chị ngay. Ở đằng kia ạ? Này, các người đi đâu thế hả? Chị nhanh lên đi, chúng ta cần đuổi theo chúng. Chúng sẽ đi đâu nhỉ? Em có nhìn thấy gì không? Có. Nhìn kia, đó là chiếc vali của người phụ nữ đó. Chị Sasha, nếu như đó là một ai đó vô hình thì sao? Có lẽ là vậy đấy. Bữa sáng của chị ở nhà hàng cũng không phải tự nhiên mà biến mất. Chị Sasha, em đã biết chúng ta cần phải làm gì. Chị đi theo em đi. Selena, chúng ta đi đâu chứ? Đây có lẽ là những việc mà cậu trượt ở đằng kia đã làm. Nếu chúng ta bắt được tên trộm ở đó, hắn sẽ lộ diện. Chúng ta có biết ai và điều gì để thu hút hắn ta không? Có một số thứ mà tất cả mọi người, bất kể là ai đều thích đấy. Chị cầm lấy đi. Để chị thử xem nào. Em đã mang về những gì đây? Này, sao em lại lấy son môi của chị chứ? Chị Sasha, em làm điều đó cũng là vì nhiệm vụ thôi mà. Đi thôi nào. Đây là việc của trẻ con, em hãy để những món đồ này về phía cầu trượt nhé. Ê, tại sao lại là em ạ? Chị không yêu em sao? Vì em là trẻ con, nếu có bất cứ điều gì em có thể chui qua các kẽ hở trên răng đấy. Chị đưa nó cho em. Xong rồi. Tốt lắm. Chúng ta có phải đợi lâu không nhỉ? Em thấy đói quá rồi. Chị Sasha về nhà thôi. Trời sắp tối rồi. Em nghĩ là chúng ta đã thất bại. Chờ đã. Chúng ta đã quên một cái gì đó rồi. Cái gì thế ạ? Tiệc. Tất cả mọi người đều thích tiệc mà. Cái gì? Chúng ta sẽ lấy bóng bay ở đâu đây chị Sasha? Âm nhạc. Tất cả các bữa tiệc đều có âm nhạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em có nghe thấy gì không? Có ai đó đang leo cầu trượt đấy. Đúng rồi, đập tay nào. Bây giờ mới là phần khó này. Hãy bắt lấy hắn và bắt hắn ta trả lại tất cả mọi thứ. Chị nghĩ rằng chúng ta sẽ cần có một buổi hòa nhạc rock đấy. Vâng, Sonic rất yêu âm nhạc.